carbon là gì? Chúng ta đã có định nghĩa là hydrocarbon chúng ta là gì nhỉ? Là hợp chất hữu cơ mà nó gồm gì? Chỉ gồm gì? Carbon và hydro. Đúng chưa? Vì vậy hydrocarbon chúng ta là có ký hiệu của nó là CXHI. Được chưa? Thế trong hydrocarbon thì nó chia thành 3 loại hydrocarbon. Loại hydrocarbon đầu tiên là hydrocarbon no. Hydrocarbon thứ hai là hydrocarbon không no. Hydro thứ ba là hydrocarbon thơm. Ngày hôm nay chúng ta học về hydrocarbon no. Trong hydrocarbon no thì chúng ta có học về ancan và cycloancan. Thì các em lưu ý là cái đằng cycloancan được giảm tải không phải không? Cycloancan được giảm tải thì khỏi cái ancan thôi. Để cho là sau này cao tu là cứ nhắc về hydrocarbon thì mình nghĩ ngay đến hydrocarbon no, mình nghĩ ngay đến gì? Ancan. Bài số 1 ancan. Một năm ạ. Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân, danh pháp. Một nhỏ định nghĩa ancan định nghĩa là gì? Là hydrocarbon thứ nhất là bạch thỏ, thứ hai là nó nhớ nha là hydrocarbon bạch thỏ nó bạch thỏ nó không bằng. Được chưa? No là gì? No tương đương với lại là chỉ có liên kết đơn. Thế ta học không? Liên kết đơn được biểu thị bằng một vạch. Đúng chưa? Và liên kết đơn thì chính là liên kết sigma hay là liên kết pi? Sigma. Hay tương đương với là chỉ có liên kết sigma. Chỉ có sigma. Chỉ có sigma thì tương đương với là có pi không? Hả? Có pi không? Không có pi. Tương đương với không có pi. Tương đương với không có 1. Thì hoàn toàn có thể định nghĩa là hydrocarbon là hợp chất hữu cơ bạch thỏ trong phân tử chỉ có liên kết đơn, hoặc trong phân tử chỉ có liên kết sigma, hoặc trong phân tử không có liên kết pi, hoặc trong phân tử không có liên kết 1. Được chưa? Thế thì từ đấy thì nó phải sinh ra thành hai nhỏ độc đẳng. Trong đồng đẳng phải đặc biệt đi học về xây dựng công thức tổng quát. Xây dựng về công thức tổng quát. Công thức tổng quát của anh ta. Xây dựng công thức tổng quát. Thì lưu ý cho thầy tất cả mọi thằng hydrocarbon, mọi thằng hydrocarbon thì đều có công thức tổng quát sau. Mọi hydrocarbon thì đều có công thức tổng quát là CnH2n+2 - 2k. Lưu ý nha, với n của chúng ta thì bằng hàm số nguyên, k đặc biệt này liên quan đến lớp 12 rất nhiều. K chúng ta là hệ số bất bão hòa, không quan tâm hệ số bất bão hòa là gì, chỉ quan tâm cho thầy k thì bằng số pi cộng số vòng. Nhớ nhá, k thì bằng số pi cộng số vòng. Được chưa? Thế vậy mình quay trở lại ngang càng này. No chỉ đơn chỉ sigma không pi không một. Vậy số pi của ancan bằng mấy? Không. Mạch thở có vòng không? Không có vòng. Vậy là số vòng không bằng? Không. Vậy k của nó bằng mấy? Không. Vậy từ đây mình suy được công thức tổng quát của ancan. Thế k bằng không bằng bình luận c mấy? Cn h 2 cộng 2. Được chưa? Vậy suy ra công thức tổng quát bàn càng
là CL2N2. Và sau này mình cứ nhắc đến tăng ca thì mình nhớ đến cái công thức tổng quát CN2N2, nhớ chưa? Và cứ nhắc đến CN2N2 thì ta lại nhớ đến thằng tăng ca, nhớ nha. Cần nhớ nhé. Và việc dĩ nhiên là cái điều kiện N phải lớn hoặc bằng 1. Thế thì đồng đẳng chúng ta học rồi là các hợp chất hữu cơ hơn kém nhau bởi nhiều nhóm C2 có cấu trúc tương đồng nhau, đúng chưa? Thế vậy bây giờ chúng ta hoàn toàn chúng ta phải biết được từng cái chất một ở trong thể hợp hoàn toàn. Chất đầu tiên là C7, chất đầu tiên là C7 nó bằng mấy? Nó bằng 1. Chất đầu tiên là gì? Chất đầu tiên là C2. Chất thứ hai C2H6, nhảy nhanh nhé, chất thứ ba C3H8, chất thứ tư C4H7. Đừng nhìn vào đấy, các vở vào đọc sách lười thế mà đi làm ra được mà còn gì không biết thế à, biết đọc không nào? C5H7 Hương, C6 bao nhiêu? 14. Nhẩm đi, C7H. Đừng nhìn vào đấy, nhẩm trong đầu C7H2, nhanh tay lên. 10 mấy? C8, C9, C10. Ok chưa? Ok chưa? Đấy nhá, vậy đây là toàn bộ phần hàng này. Dãy đồng đẳng của an can còn có tên gọi, dãy đồng đẳng của an can còn có tên gọi là paraffin, hay còn gọi tên cái tên khác là dãy đồng đẳng của meta, dãy đồng đẳng của meta paraffin, hay còn gọi là dãy đồng đẳng. Được chưa? Xong cái đầu này. Ba nhỏ, một phần. Đồng phân rất quan trọng. Đồng là cùng, phân là đồng phân là cùng công thức phân tử, khác công thức cấu tạo. Phần này rất quan trọng. Thầy đã bảo chúng ta là đồng phân thì không dạy phần này cương, phải để dành sang phần này để bây giờ chúng ta có tư duy không? Thế đồng phân thì như thầy đã dạy ở buổi trước thì đồng phân nó bao gồm rất nhiều loại, trong đó chia thành hai loại chính: một loại đồng phân cấu tạo, một loại đồng phân hình học. Điều kiện để có đồng phân hình học là phải có nối đôi. Trong an can có nối đôi không? Không có nối đôi vậy an can không có đồng phân. Được chưa? Cấu tạo thì cấu tạo đây chúng ta có là gồm có đồng phân mạnh carbon, vị trí liên kết đơn, và vị trí nhóm chức. Đồng phân cấu tạo bằng carbon, vị trí liên kết đơn, vị trí nhóm chức. Ancan là chỉ gồm có C và H. Có nối đôi không? Không có nối đôi. Vậy, sorry, vị trí liên kết bột. Vậy là không có liên kết bột. Vậy nó sẽ không có đồng phân vị trí liên kết bột. Ancan chỉ có C và H thì có nhóm chức không? Cũng không có chức. Vậy cũng không có vị trí chức. Vậy suy ra can chỉ có một đồng phân duy nhất, đồng phân máy carbon. Được chưa? Bây giờ mình đi xét đồng phân hoàn toàn, xét từng này, từng này một. Anh đầu tiên mình biết anh gì cơ? C4 C H4. Chúng ta nhớ lại để đi tính xác định ở bên trong.
khi mà ta thay đổi trật tự, khi mà ta thay đổi trật tự sắp xếp của các nguyên tố ở bên trong hợp chất, các nguyên tử của nguyên tố trong chất hữu cơ, thì ta sẽ thu được chất hơn. Giờ mình chú ý vào anh xem bố, mình vẽ cấu trúc của nó là C H H H H, đúng xem bố chưa? Được chưa? Thế là thầy hỏi H đổ ở đây thì có thay đổi không? Không, nó vẫn giữ nguyên. Vậy mình suy ra một cái chú ý là thay đổi vị trí của hydro, thay đổi vị trí của hydro không tạo đồng phân, không tạo đồng phân nghĩa là không tạo được chất khác, tạo được chất mới, nó vẫn giữ nguyên là chất cũ, được chưa? Vậy nên là suy ra là xét bốn chỉ có một công thức cấu tạo duy nhất, hai cách khác là chỉ có một đồng phân, được chưa? Thằng thứ hai này, C2H6 hết cấu trúc của C2H6 chúng ta nhìn thấy anh này có chủ đối xứng, suy ra là C này với C này giống nhau, đúng chưa? Vừa nãy mình nói là hydro cùng cắm một carbon này giống nhau rồi, ba này giống nhau, ba này cũng giống nhau. Vậy mà lại trục đối xứng lại suy ra là carbon này giống carbon này, lại suy ra cả 6 thằng hydro này đều giống 6 thằng hydro này. Thấy chưa? Vậy là đổ chỗ nhau có tạo được chất mới không? Không. Suy ra, chú ý là hydro cùng những một carbon thì giống nhau, thì giống nhau. Và carbon đối xứng với nhau, carbon đối xứng thì cũng giống nhau, thì cũng giống nhau. Hydro cùng đến một carbon giống nhau, carbon đối xứng với nhau cũng giống nhau, được chưa? Và bởi vì nó giống nhau nên nó không tạo được đồng phân. Sang tiếp đèn C3 C3H8 C3H8 không được thì xảy ra. Thế là nếu mà bây giờ thì thầy nhìn thấy là cái hydro đứng ở một carbon này giống nhau, và dù có thiên hydro thay đổi trật tự thì cũng không ảnh hưởng. Vậy suy ra thầy không để ý thằng hydro nữa được, thì đó là cái hydro nó cho nó dài, được chưa? Và bởi vì thầy không phải vẽ hydro nên là bây giờ khi xác định đồng phân thầy chỉ biết là công thức cấu tạo của nó là được, đúng không? Vậy vậy công thức cấu tạo nhỏ như này, vì có bốn một thằng C, đây là sự mà thay đổi hay là sự xuất hiện đồng phân là nó ảnh hưởng là do trật tự sắp xếp của thằng carbon, chứ không còn là trật tự sắp xếp của thằng hydro nữa. Ở đây có một carbon một đồng phân, hai carbon một đồng phân, tại vì hai phải đối xứng nhau để chỗ nhau không tạo thành chất mới. Là được rồi. C3H8 lúc này có mấy carbon? Ba carbon và no, đúng chưa? Vậy nhìn này, 1, 2, 3 được một cách sắp xếp, đúng không? Ta có cách sắp xếp thứ hai, thằng này thì sao? Các em đang học công nghệ rồi, các em học hình chiếu, đúng chưa? Hình chiếu là cái cách mình nhìn một sự vật điện tử phụ thuộc vào cái mắt mình nhìn thấy, đúng chưa? Thế vậy bây giờ mắt thầy đặt ở đây thì thầy nhìn này là thẳng dài hình chữ Y, đúng không? Thế nếu bây giờ mắt thầy để ở đây thì nhìn vào đây thì thằng này cũng thẳng dài giống thằng này, đúng không? Tưởng tượng không nhỉ? Thế vậy là hai này trùng nhau chứ có gì, đúng không? Và bởi vì nó trùng nhau nên suy ra là như thế này nó cũng trùng nhau, nó cũng không tạo hình được, nó chỉ đúng được chứ, mình chỉ thay đổi đến thế thôi. C1H4 của đồng phân, C2H6 của đồng phân và C3H8 của đồng phân. Và sau khi mình vẽ đến thằng này thì mình thấy rằng cái liên kết CC ấy, mà quay đi 360 độ thì vẫn giữ nguyên, đúng không các bạn? Đây thì cầm thằng này, cái bẻ mặt xuống đây thì ra thằng này, giữ nguyên. Thì cầm thằng này, bẻ mặt lên trên thì ra thằng này, giữ nguyên, đúng chưa? Liên kết CC có bẻ đi 360 độ thì vẫn giữ nguyên.
sang đến thằng C4, thằng đặc biệt hơn. Bắt đầu anh C4 này nảy sinh là hiện tượng bắt đầu vậy. C4 là 10 của chúng ta, ở đây là có mấy cái bò? À, 4 các bò. Đến đây bây giờ để dạy các em phân tích 4 các bò, đúng chưa? Và thầy đi phân tích này, các em nhớ quy luật của thầy nhá, phân tích những thằng này thành tổng các số hạng, được chưa? Số hạng đầu tiên là số nguyên tử carbon mạch chính, số hạng thứ hai trở đi là số nguyên tử carbon mạch nhánh. 4 thì nó bằng tạo thành như học sinh lớp 1 bằng 4 cộng 3 cộng 7 3 cộng 1 mấy 2 cộng 2 mấy 1 cộng 3 mấy 0 cộng 4 đúng không? Được chưa? Vừa nãy thầy nói số hạng đầu tiên là số carbon mạch chính. Mạch chính giống như thân cây, mạch nhánh giống như cành cây. Có bao giờ cành cây dài hơn thân cây không? Không bao giờ cành cây dài hơn thân cây. Nên chúng ta có một cái điều kiện, điều kiện là số hạng thứ hai luôn bằng, luôn nhỏ hơn 1/2 lần số hạng thứ nhất. Nhớ nhá, số hạng thứ hai luôn nhỏ 1/2 lần số hạng thứ nhất. Nhìn bảng này, 1/2 của 4 bằng 2, 0 nhỏ 2, để có được phần nhá. 1/2 của 3 bằng 1.5, lớn hơn 1, có được phần nhá. 1/2 của 2 bằng 1, nhỏ 2, cộng 1/2 của 4 bằng 0.5, cộng 1/2 của 0 bằng 0, nhỏ 4. Được chưa? Được chưa? Từ từ anh ghi, tiếp tục đây. 4 cộng 0, 4 là số nguyên tử carbon mạch chính. Vậy mạch chính có mấy carbon? 2, 3, 4. Không carbon nào mạch nhánh. Vậy đây là một số nhất. Được chưa? Tiếp tục. Mạch chính có mấy carbon? 3 carbon là mạch chính. 1 carbon mạch nhánh đúng không? Bây giờ mạch nhánh là coi như nhánh cây. Cho thầy hỏi cành cây có bao giờ mọc ra từ gốc cây không? Nó gọi là rễ cây rồi. Cành cây có bao giờ mọc ra từ ngọn cây không? Không, nên có thành ngọn cây mất. Đúng chưa? Cành cây chỉ mọc ra từ đâu? Thân cây. Vậy là mình chặt gốc, chặt ngọn. Vậy đây thân cây, đấy là dừa. Vậy là nhánh ấy chỉ cắm ở đâu ra thôi? Đây. Được chưa? Vậy suy ra C4 của mình có mấy? 2. Được chưa nào? Chưa bạn nhé, sau mình sang C. Tự suy luận nhé, đừng chép nhá. Nào, bây giờ chúng ta phân tích trước. Giờ mình xét số nguyên tử carbon. Các em nhớ nhé, tổng phân của anh ta là dễ nhất.
mình phải tìm được đồng phân của ankan thì nó mới là bộ khung để mình đi tìm các đồng phân thật khác được. Nếu mình không có bộ khung này là mình không học được thêm nữa đâu. Nên thầy bỏ bài này rất là quan trọng. Thế thằng Nghĩa nó nghĩ là nó sai lầm ở bài này, của nào đồng phân nó không biết cái gì, chắc chắn không biết cái gì, được chưa? Xem nào, 12 đầu tiên 5 cộng mấy, 4 cộng mấy, có 3 cộng 2 không? 3 cộng 2 được không? 1 phần 2 của 3 bằng 1,5, 1,5 thì bằng 2. Không phải 3 được. Có 3 cộng 1 cộng 1 không? Được đúng không? 3 cộng 1 cộng 1 được. 1 phần 2 của 3 bằng 1,5 lớn hơn 1 và lớn hơn 1. Được chưa? Có 2 cộng 1 cộng 1 cộng 1 được nữa không? Có 2 cộng 1 cộng 1 cộng 1 được nữa không? Chú ý, dấu cứ dấu bằng. Không. Vẽ nha. Nhìn bảng vẽ. Nhìn thấy 5 cộng không? Được chưa? 4 cộng 1 là hành chính có mấy các bọn? 4 các bọn. Từ từ, hành chính 4 các bọn. Mấy nhánh? 1 nhánh. Và nhánh này chỉ có mấy các bọn? Bỏ ngọn, bỏ gốc, lấy thân, xác định trục đối xứng. Nhân nhín mà. Vậy là các bọn này giống nhau chưa? Vậy là cái nhánh cắm ở đây hay cắm ở đây đều như nhau. Có nghĩa thầy cắm ở đây cũng được, mà thầy cắm lên bên trên thì nó cũng là nó, đúng chưa? Mà thầy cắm dưới cũng là nó, mà thầy cắm lên trên đơn giản thì cầm đi tại là này xoay được phải, tức là phải bay trên, đúng chưa? Có thể cầm xoay phát nữa thì nó bay trên, đúng chưa? Là đối xử vẫn là ok. Tiếp 3 cộng 1 cộng 1 1, 2, bài chính có 3 các con. Mấy nhánh cơ? 1 nhánh, 2 nhánh. Mỗi nhánh có mấy các con? 1 các con. Bỏ đi, bỏ đầu. 1 nhánh đính vào đây. Nhánh còn lại chỉ đính vào đâu thôi. Có đính vào đây được không? Có đính vào đây được không? Không đính vào đây được, bởi vì đính đây thành 3 cộng 2 các con. Đúng chưa? Đính vào đâu? Trên. Được chưa? Đây là mấy đồng phân? 1, 2, 3. Hiểu chưa? Nâng cao được một tí. C6 thì hát bao nhiêu? C6 thì muốn cho bài tập về nhà. Đánh dấu sao đây? Tên gọi của người ăn can cũng là
không. Tên gọi của người em đang không cần hẹn. Giả sử một ngày không cần hẹn thì ta gọi tên như thế nào? Mẹ, em, phải, món, phân, hóa, học, ở, ngoài, đồng. Mẹ, em, phải, món, phân, hóa, học, ở, ngoài, đồng. Mê, em, phải, bao phen, hồn, 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 hồn. Thích học người đọc nhưng phải đọc nhiều mới quen. Không có tên gọi, không có công thức cấu tạo, không có công thức cấu tạo coi như không nhỉ nhá. Cái tên này là cái tên đầu tiên của bọn này học môn, nó cũng giống như kiểu là bảng chữ cái ABC, muốn đọc một chữ thì phải biết được chữ cái thì cái này cũng hiểu. Đây là cách nhớ cả tên chữ đầu. Còn anh đầu tiên An can là đưa nó là mê tan. Anh thứ hai ê tan. Anh thứ ba ở rô pan. Anh thứ tư mu tan. Anh thứ năm pen tan. Anh thứ sáu hét san. Anh thứ bảy hét tan. Anh thứ tám ốc tan. Anh thứ chín nô nam. Anh thứ 10 đề can. Được chưa? Nên đề thuộc mình bắt buộc là mẹ em là một phân hoàn học ở đâu. Mẹ em phải vào đâu? Mẹ em phải bỏ phân học ở ngoài đầu. Mẹ em phải bán phân học ở ngoài đường. Mẹ em phải bao phân học ở ngoài đường. Học cái gì học? Cái này để kiểm tra miệng nhé. Đây là tên của người cắn. Sau đó mình học cái tên mạch chính. Trong này có tên mạch chính. Thì bằng tên ăn can bỏ ăn. Vậy là tên mạch chính của mạch không một carbon là gì? Mét. Tên mạch chính nhé, nhớ cho thầy lớp 1 là tên mạch chính nhé. Ép. Cờ rốt. Mút. Quen tờ. Hét. Hét tờ. Ốc tờ tờ. Nô. Nờ. Có nhớ hết Sakin không? Nhớ hết Sakin không? Em nói, Pentakin đấy. Nhớ chưa? Mấy cái này dễ nhớ, game nhớ. Nhớ chưa? Thứ ba là tên của nhóm thế. Nhóm thế của Ankan gọi là Ankin. Nhóm thế nọ. Nhóm thế nọ còn được gọi là an kỳ. Chính bằng an can mất đi một đi rồi. Cách gọi an kim thì bằng an can bỏ an thì mới là gọi tên của nhóm thế nọ. Hay còn gọi là ankin thì bằng ankan bỏ an thêm đi mà ankan bỏ an. Vậy không biết là thằng này là gì? Thằng này bỏ được 1 kilo thì nó còn là gì nhỉ? Cái kia ankin là gì? CH3 1 vạch. CH6 bỏ 1 kilo là gì? CH2 H5 1 vạch. C3H8 bỏ 1kg là C3H7 1 vạch. Tiếp tục C4 C
C4 H mấy? H9 mấy vậy?